Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 4 tây tháng 11, bây giờ là 9 giờ tối, giờ Cali Thì ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ sáu ngày 5 tây tháng 11 rồi thì nhìn vào giá của đồng bịch Bitcoin hiện bây giờ các bạn sẽ thấy được là cái giá cũng không khác biệt gì so với ngày hôm qua Nhưng mà hồi sáng này đó các bạn thấy là giá của BTC đó đã đi xuống tới cái mức là chỉ còn có 60.718 trước khi mà để ngược trở lên tới mức bây giờ là 62.235 và chúng ta nhìn chung á, thị trường thì hôm nay có màu xanh có màu đỏ nhưng mà các bạn thấy là màu xanh hay là đỏ đó rất là nhạt có nghĩa là chúng ta thấy là phần lớn những đồng cũng không có tăng trưởng nhiều ngày hôm nay hay là không có giảm nhiều Chúng ta refresh trang Go Get Go này để tìm hiểu coi là những năm lớn hiện bây giờ đã như thế nào Thì chúng ta thấy được là phần lớn đó, các đồng lớn thì không có sự thay đổi nhiều Chúng ta nhìn vào Bitcoin, Ethereum hầu như dậm chân tại chỗ Các bạn thấy được là đồng BNB thì cũng chỉ tăng có 2,5% mà thôi Solana tăng 1,8% à, Và chúng ta thấy Cardano thì xuống 1,8% XRP xuống 2,4% Polkadot thì coi như đứng như một chỗ đồng à, đồng Dogecoin chỉ xuống có 2,4% mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là một trong những đồng mà đi xuống mạnh trong thời gian mấy ngày nay đó chính là đồng Shiba Inu nhưng mà nói thật chứ đồng này cũng đã tăng mạnh rồi bây giờ các bạn thấy được là Shiba Inu đó hiểu đơn giản để thường đọc bốn con số cuối thôi là 4759 hôm nay xuống 18% và các bạn thấy được là trong vòng một tuần qua đó đã xuống 30,1%. Tuy nhiên khi mà các bạn nhìn vào cái cột là hai tuần qua thì đã tăng 72% rồi, một tháng qua đã tăng 176%, còn một năm qua thì con số này thường không biết là phải đọc như thế nào mới đúng. Và các bạn thấy là với cái vốn hóa hiện bây giờ đó thì đồng Shiba Inu vẫn là đồng đứng hạng thứ 11 hiện bây giờ. Thì nói tới đây đó chúng ta sẽ thấy được là tại sao mà chúng ta lại thấy thị trường không có nhiều cái sự thay đổi như vậy. Thì tôi nghĩ một phần đó chính là liên quan đến những cái option sắp sửa được đáo hạn và sẽ đáo hạn ngày mai ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ thì thử nhớ trước đây chúng ta không có nhiều những cái thông tin liên quan tới option hay là futures lâu lâu chúng ta mới nghe nói tới đáo hạn mà thôi nhưng mà tới cái sự bùng nổ của bây giờ các bạn thì được hầu như chúng ta nghe nó rất nhiều những cái thông tin à, những lúc mà chúng ta có nhiều những cái option đáo hạn và các bạn thấy được là ngày mai đó chúng ta nói tới cái option của BTC thì các bạn sẽ được là tổng cái số lượng á, là sẽ đáo hạn đó ngày 5 tây tháng 11 sẽ là 1,15 tỷ đô la và chúng ta nói option tên các bạn cũng đã nhớ thường chia sẻ trước đây đó là option là có quyền được mua và quyền được bán khác với lại futures Future là cái hợp đồng tương lai khác nhau của chỗ đó về cái phương diện pháp lý nhưng mà hiểu đơn giản đó đối với lại option khi mà đáo hạn nếu như mà không có lời người ta có thể bỏ cái hợp đồng option đó nhưng mà đối với future là khác phải thanh lý cái hợp đồng đó và chúng ta thấy được là tình hình đó, là nếu như chúng ta nói tới cái giá cả của BTC thì chia làm hai làm hai nghĩa là sao có nghĩa là nếu chúng ta thấy đó giá của Bitcoin đó từ cái mức là 58 tới 60 ngàn thì lúc đó nó sẽ nghiêng về cái phía bên phe có hiệu đơn giản là fair short nhưng mà trong option này gọi là call và put như là cái bên mà đánh xuống đó bên put thì sẽ được lời là khoảng chừng là 90 triệu đô la nếu như giá Bitcoin là từ 58 cho đến 60 ngàn đô nếu như mà giá của Bitcoin từ cái mức là từ 60 cho đến 62 ngàn đô đó thì vẫn nghiêng về cái bên đánh xuống họ sẽ được lời khoảng chừng là 15 triệu đô la các bạn thấy được là nếu như mà giá của BTC từ cái mức là 62 cho đến 64 000 đó Thì chúng ta thấy đó là sẽ nghiêng về bên đánh lên Có nghĩa là bên kho đó Bên mà đánh lên thì chúng ta được là sẽ có lời khoảng chừng là 75 triệu đô la Nếu như mà giá của BTC trên 64 000 đó thì chúng ta sẽ thấy được là sẽ nghiêng về bên đánh lên và họ sẽ lời lên tới 175 triệu đô la có nghĩa là chúng ta thấy được là phần lớn đó những hợp đồng bây giờ là nghiêng về giá của Bitcoin trên 62.000 đô tại vì trên 62.000 đô là nhiều người có lời và con số có lợi nhiều hơn, các bạn thấy được là từ 62 tới 64 ngàn thì bên đánh lên có lợi tới 75 triệu, trong khi cái mức là từ 60 đến 62 ngàn, các bạn sẽ được là ở bên à, đánh xuống chứ lời có 15 triệu mà thôi, có nghĩa là bây giờ đó là giá của BTC là nghiêng về cái bên mà có lời nhiều hơn, có nghĩa là trên 62 ngàn và thường nghĩ đi cũng là lý do tại sao mà các bạn thấy được là Cả ngày hôm nay đã có nhiều đợt chúng ta thấy được là muốn kìm giá Bitcoin xuống cái mức là dưới 60.000 đô Tại vì sao? Tại vì dưới 60.000 đô đó thì cái bên mà đánh xuống giữa 58 và 60.000 sẽ có lời lên tới là 90 triệu Nhưng mà chúng ta thấy được là cái bên đánh lên đó thì sẽ đông hơn tại vì họ có số lượng lời nhiều hơn Thì bây giờ giá BTC là bao nhiêu? Các bạn thấy được là chỉ cần là hơn 62.000 đô thôi là có thể là có lời tổng cộng là khoảng 75 triệu chúng ta thấy giá bây giờ là 62.260. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và cái video ngày hôm nay đó chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là một dự án thường đã đề cập đến cái tay ba ngày đó chính là cái dự án Safe Trees. và dự án Safe Trees là một cái dự án mà trước đây đã được cộng đồng Shiba Inu Coin giới thiệu và đã nhận được hơn là 4.800 likes và hơn 2.000 retweet ở trên Twitter thì những thông điệp mà hôm nay đó đối tác muốn thường mang đến cho các bạn đó chính là Shiba Inu Coin là cộng đồng Twitter đầu tiên đã quảng bá cái token ship Trước khi mà cái Twitter chính thức của token Tokenship được tạo ra thì cái nhóm CB Inu Coin này đó thực hiện rất nhiều những cái sự nghiên cứu liên quan đến những cái hidden gem. Đó là lý do tại sao mà họ là người đầu tiên tìm thấy đồng ship và bây giờ họ cũng là người mà đang quảng bá cái dự án Septrees này với cái token có tên là Trees. Khi mà CB Inu không quảng bá đó thì trên Septrees cũng sẽ được rất nhiều người quan tâm đến thì từ lúc này cái video uh, mấy ngày trước cho đến bây giờ đó nhưng mà nào mà theo dõi thì cũng đã biết là cái dự án này đã phá vỡ all time high cái mức cao nhất mọi thời điểm các bạn có thể tìm hiểu thêm thì trong cái video ngày hôm nay đó một số những tài liệu họ muốn mang đến cho các bạn đó chính là thứ nhất là ứng dụng TreeZap sẽ sớm ra mắt và điều này sẽ tạo ra cái chấp nhận lớn cái ứng dụng có tên là TreeZap này đó giống như là một cái game Pokemon Go dành cho những người nào mà đã từng chơi trước đây nhưng mà liên quan đến cây cối TreeZap, đó cái ứng dụng này sẽ cho phép người dùng thu thập thông tin thật về một cái cây mới trồng hoặc đã phát triển qua chỉnh tiện ích của cái ứng dụng TreeSnap này đó nó sẽ cung cấp cho người dùng sử dụng dữ liệu đó để tạo ra một cái Trees NFT và thông qua nền tảng của họ thì thứ nhì là thị trường nó chấp nhận khi set Trees sẽ giới thiệu Trees NFT do người dùng của app tạo ra điều này sẽ cho phép các công ty và các cá nhân có khả năng áp dụng cái cây kỹ thuật số để bù đắp lượng khí cải carbon của họ tóm lại đó Tree là một ứng dụng mà các bạn có thể là tìm hiểu và một ứng dụng là có thể rất nhiều người quan tâm thì ngoài những điều này ra đó những người nào mà đang lưu trữ à, sở hữu đồng trees thì có thể kiếm được phần thưởng chỉ bằng cách là hô độ đồng trees này trong ví của bạn và để nó phát triển theo thời gian Các bạn nào mà giữ đồng trees càng lâu thì bạn càng nhận được nhiều phần thưởng thì những cái điểm hấp dẫn của trees token này bao gồm thứ nhất là vốn hóa của cái trees token này vẫn còn đang rất là thấp thứ nhì nữa là hơn 66% đã được đốt đi và sẽ tiếp tục đốt đi để tạo ra sự sang hiếm và tăng cái giá trị cho cái token tree này. Thứ ba đó là trăm của tổng giao dịch được phân phối cho chủ sở hữu token tree. Thứ tư đó là tiền ích trung tâm có nghĩa là các bạn có cái ứng dụng là tree app. Và thứ năm đó chính là sự hợp tác với các đối tác đầu tư phi chính phủ và những cái tổ chức từ thiện như là Binance và cuối cùng là đội phát triển của dự án Septree này sẽ bám sát lộ trình phát triển và không ngừng xây dựng cộng đồng vững mạnh. Nhưng mà nào mà quan tâm liên quan tới cái Tree Token hay là dự án SEPTREME này đó Thì các bạn có thể tìm hiểu và có thể là mua bán trên PancakeSwap Hoặc là elbank Các bạn có thể tham gia cộng đồng Telegram Việt Nam để hiểu rõ hơn Về cái dự án SEPTREME này. Cái link sẽ nằm bên dưới cái video Về Ethereum đó thì các bạn sẽ được là Ethereum ngày mai cũng có đáo hạn tổng cộng là 540 triệu đô la và cũng tương tự luôn chúng ta nhìn vào Ethereum đi để thùng zoom vào các bạn thấy rõ hơn nếu như mà chúng ta nói tới giá của Ethereum là từ 4.300 cho đến 4.400 đó thì các bạn được là giữa bên đánh lên và đánh xuống đó coi như là ngang bằng với nhau có 6.870 lệnh call lệnh đánh lên và 6.000 lệnh put lệnh đánh xuống nhưng mà chúng ta hiểu là chỉ cần là trên 4.400 đô thôi giữa 4.400 đô và 4.600 đô thì chúng ta thấy được là nó sẽ nghiêng về bên đánh lên à, có nghĩa là họ sẽ có lời tổng cộng là khoảng chừng là 60 triệu đô la giữa 4.600 và 4.700 đó các bạn thấy được là họ sẽ có lời tổng cộng là 85 triệu như là bên đánh lên đó và 4.700 thì các bạn thấy được là trên con số đó đó có nghĩa là nếu như mà chúng ta thấy Ethereum lập cái đỉnh mới trên 4.700 đô thì cái bên đánh lên sẽ có lời lên tới là 107 triệu có nghĩa là đối với lại Ethereum đó thì càng nghiêng về bên đánh lên hơn chúng ta nói tới Bitcoin mới đây thì nghiêng về bên đánh lên nhưng mà chúng ta cũng thấy là có nhiều người đánh xuống cũng có lời nếu như mà giá Bitcoin xuống dưới 62.000 nhưng mà ngược lại đối với lại Ethereum nó chỉ cần là hơn 4.400 đô thôi thì bên đánh lên sẽ có lời rất nhiều có nghĩa là rất nghiêng về bên đánh lên ở cái thời điểm hiện bây giờ và chúng ta thấy được là giá của Ethereum là bao nhiêu có nghĩa là 4.564 ở cái mức hiện bây giờ có nghĩa là chúng ta đang nằm ở giữa cái phần này có nghĩa là cái bên đánh lên đó, sẽ lời khoảng chừng là 60 triệu thì bây giờ cả hai cái Ethereum và Bitcoin đều là nghiêng về bên đánh lên và đương nhiên chúng ta thì là ngày mai thì mới đáo hạn cho nên hai bên vẫn đang kiềm chế lẫn nhau. Đây là lý do tại sao mà nhiều người nói là giá của thị trường ngày hôm nay đó phần lớn là ổn định ở thời điểm hiện bây giờ. Trong vòng 24 giờ qua đó chúng ta cũng có một số những cái đồng mà có sự tăng trưởng mạnh như là chúng ta nói tới là Cardina tăng 31%, OMG tăng 25%, Arweave tăng 15,5% và Audius tăng 14,2% nhưng mà chúng ta thấy những đồng lớn đó thì bây giờ khá là im lặng một phần là tại vì chúng ta đang chờ đợi cho thị trường option đáo hạn nhưng mà bây giờ vẫn nhiên về cái bên đánh lên nhiều hơn đó chính là điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn nói tới đây đó thì ngày hôm nay các bạn thấy được là thị trường của crypto đó những năm lớn thì im lặng nhưng mà chúng ta thấy được thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thì cứ tăng và tăng mãi các bạn thấy được là chỉ số S&P 500 của Hoa Kỳ đó đã đạt tới mức kỷ lục tăng liên tục 6 ngày Có nghĩa là chúng ta thấy được là sau khi mà thị trường nghe những lời phát biểu của Fed ngày hôm qua đó Là họ chưa có cái ý định là tăng lãi suất Tuy là có ý định là họ sẽ giảm đi cái số lượng tiền bơm vào để mua trái phiếu và cổ phiếu bất động sản đó Thì uh, điều đó cũng không làm cho nhiều nhà đầu tư lo ngại Tại vì các bạn thấy là chỉ số S&P 500 lại tiếp tục tăng trưởng sang liên tục và đạt cái đỉnh mới Thì như tôi đã chia sẻ, Fed không dám tăng lãi suất các tài sản lại tiếp tục và tiếp tục tăng nhạc vẫn tiếp tục mọi người tiếp tục quẩy game này dễ các bạn thấy được là tình hình bây giờ là mọi người rất là bullish đối với thị trường chứng khoán nói tới đây đó thường muốn chuyển qua để mà chia sẻ một số thông tin on chain sau đó là một số những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay và trước hết nói tới on chain đó thì đương nhiên rất muốn chú tâm đến một cái thông tin đó chính là hiện bây giờ đó dựa theo class chúng ta còn bao nhiêu phần trăm của bitcoin là đang có lời tại vì gần đây có dấu hiệu là có một số lượng người chốt lời nhưng mà không có nhiều nhưng mà chúng ta thì là cái phần mà cái đường màu vàng trên màn hình đó chúng ta thấy là cái phần này bây giờ là mức là 94,6% tôi nghĩ là chuẩn đoán của classical đó là tới 94,6% là cái số lượng người lưu trữ crypto bitcoin bây giờ đó cái số lượng bitcoin đó là có lời con số này cũng rất là cao 94% của Bitcoin tính theo Classno đang có lời Thì uh, tuy là chúng ta đã rời khỏi cái dùng màu đỏ này, dùng màu đỏ này có nghĩa là trên 95% Nhưng mà như bạn có đã biết là thuận thường, thường nên là thích thấy con số này là 85% Hay là dưới con số đó 94 cũng là con số cao đó Nghĩa là nếu như mà có nhiều Bitcoin có lời như vậy đó Thì sẽ dẫn đến là nhiều người có thể là có khả năng Chốt lại Bitcoin chúng ta thực sự vẫn chưa thấy một cái đợt điều chỉnh nào Gọi là mạnh hết từ khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của BTC đi thường chuyển qua thành cái biểu đồ của nến ngày đó các bạn thấy được là Bitcoin thì chúng ta thấy là cái sự tăng trưởng từ cái thời điểm là ngày 20 tây tháng 7 đó thì tăng sau đó có một cái đợt điều chỉnh là từ đầu tháng 9 cho đến khoảng chừng là cuối tháng 9 rồi từ đó các bạn thấy được là từ cuối tháng 9 tăng mãi cho đến bây giờ mà chúng ta thấy được là vẫn chưa có một cái đợt điều chỉnh nào rõ ràng hết chúng ta thấy được là có một số đợt giá đi xuống một chút nhưng mà cũng chưa phải gọi là điều chỉnh mạnh chúng ta bây giờ vẫn tiếp tục thấy là có rất là nhiều Bitcoin đang có lời hiện bây giờ nhưng mà nhưng mà nào mà nghĩ đó là chúng ta sẽ kết thúc một tăng trưởng này vào cuối năm nay thì thật ra chúng ta không còn nhiều thời gian để mà có một cuộc điều chỉnh sâu nữa ngoại trừ là các bạn nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cái chu kỳ dài hơn qua năm 2022 như là nhiều người chuẩn đoán là chúng ta có thể là tới tháng 3 hay là tháng 6 của năm 2022 mới kết thúc thì chúng ta có thể là có cái khả năng nhìn thấy những cái đợt mà à, điều chỉnh mạnh hơn. Rồi những bài nào mà nghĩ đến chúng ta sẽ đi vào Suzuki thì chúng ta sẽ thấy những cái đợt điều chỉnh khoảng chừng là 30 tới 40% nhưng mà sẽ không có những cái đợt điều chỉnh sâu và dài hạn như là bộ nông crypto của năm 2018 19 nữa, có như là kéo dài khoảng chừng là 2 năm và xuống 80%. Nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào tài liệu liên quan đến à, tình hình của cái số lượng Bitcoin gửi vào và rút ra. Thì các bạn thấy rất rõ ràng là cái giá cả của BTC bây giờ đó là 62.200 Thì coi như là xây quanh cái mức cao Mức cao các bạn còn đang nhớ là khoảng 67.000 à, cách đây không lâu Thì chúng ta thấy được là giá cả tiếp tục ở mức cao Nhưng mà chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin đó Thì vẫn tiếp tục và tiếp tục bị rút ra khỏi sàn cho đến chúng ta thiệu là ngày 3 tây hôm qua vẫn tiếp tục thấy hiện tượng này. Tuy nhiên ba ngày qua thì cái con số được rút ra khỏi sàn đó so với lệnh nạp vào đó thì không có nhiều nhưng mà vẫn là dấu hiệu đó bịt còn tiếp tục rời khỏi sàn và chúng ta nhìn vào ngày hôm nay đi thì nhìn vào ngày hôm nay đó thì hình zoom vào các bạn thấy rõ hơn thì chúng ta nhìn vào ngày hôm nay tuy là chưa kết thúc nhưng mà cái khả năng chúng ta vẫn thấy được là khả năng hoàn toàn có thể là lại thêm một ngày nữa cái số lượng bịt còn rời khỏi nhiều hơn nạp vào tình hình của ngày hôm nay thì không có đáng kể cái số lượng nạp vào rút ra cũng không gì gọi là quá bất thường cho đến thời điểm hiện bây giờ Chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến cái số lượng Bitcoin trên sàn đi thì các bạn thấy được là xu hướng cũng như vậy mà thôi. Bitcoin cứ tiếp tục và tiếp tục bước đi trên sàn nghĩa là cái đường màu xanh các bạn thấy trên màn hình đó giá cả tiếp tục tăng nhưng mà chúng ta lại không thấy hiện tượng ngược lại là Bitcoin nạp lên trên sàn và Thuận thường hay chia sẻ thông tin này có thể là nhiều bạn mà theo dõi thường xuyên đó cũng đã nghe nhiều lần rồi thì cảm thấy được là ngày nào ngày nọ thì cái biểu đồ này cũng không có nhiều cái sự khác biệt đó là đúng như mà tại vì cũng thấy có rất nhiều bạn mới tham gia vào Thuận Capital à, trong vòng một tháng qua thôi Thuận thấy đã có gần như là 10.000 bạn mới đã đăng ký tham gia vào kênh cho nên trước hết là chào mừng như bạn nào mà đã vừa đến kênh thứ nhì là thùng muốn dành thời gian để mà chia sẻ những cái thông tin căn bản này để cho những bạn mới có thể nắm được nhưng mà tình hình vẫn là như vậy giá cả tăng nhưng mà bitcoin đã tiếp tục rời khỏi sàn một câu hỏi mà rất là quen thuộc thường nhận được từ các bạn đó là hiện bây giờ chúng ta có rất là nhiều những cái sàn dax có nghĩa là những cái sàn phi tập trung đó thì liệu cái dữ liệu này có còn tốt hay không? Tại vì các bạn thấy được là một người họ muốn bán bitcoin họ muốn bán ethereum họ có thể là không cần phải lên những cái sàn tập trung mà có thể đi vào những cái sàn DAX, những cái sàn phi tập trung để mà bán. Nhưng mà các bạn nên nhớ là nếu như các bạn muốn bán crypto của mình và rút tiền về ngân hàng thì các bạn chỉ có thể là đưa crypto của mình lên trên sàn tập trung mà thôi chứ đương nhiên những sản phẩm tập trung làm sao mà kết hợp với lại ngân hàng được cho nên đó là cái điều khác biệt nói tới đây chúng ta thấy được là tình hình bây giờ rồi đó chúng ta thấy là funding rate coi như đã ổn định không có tiếp tục có cái xu hướng tăng trưởng nghĩa là cái đường mà màu xanh các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là từ ngày 14 tây Tháng 10 cho tới bây giờ đó có nghĩa là khoảng chừng là 2 tuần qua thì chúng ta thấy được là có một cái sự đi ngang mà không tiếp tục tăng nữa Có nghĩa là chúng ta thấy là cái đường màu xanh tăng, có nghĩa là cái phí qua đêm, cái funding rate trên những cái sàn nó tăng lên Có nghĩa là chúng ta thấy là những trader ngày càng bullish hơn thì họ cũng đã bullish một thời gian rồi Nhưng mà bây giờ hầu như đã đi hàng ngang trong vòng 2 tuần qua nhưng mà cái số lượng lệnh futures vẫn còn rất là cao đó là tình hình của Bitcoin hiện bây giờ đi thường chia sẻ về Ethereum và thường sẽ tóm tắt lại tình hình on chain là như thế nào chúng ta nhìn vào Ethereum đó thì các bạn thấy được là tình hình đó là nhiều ngày liên tục Ethereum cũng tương tự như là Bitcoin mà thôi rất nhiều những Ether rút ra khỏi sàn ngày hôm qua đó thì có thêm một số Ether trên sàn nhưng mà các bạn thấy là khi mà thường zoom vào đó thì cái thanh này thực sự là không đáng kể ở thời điểm hiện bây giờ và chúng ta nhìn vào tài liệu của ngày hôm nay đi tuy là chưa kết thúc nhưng mà để chúng ta nhìn vào tài liệu ngày hôm nay và được zoom vào để các bạn thấy được tình hình hôm nay như thế nào tính theo giờ thì hôm nay chúng ta thấy là kết quả có thể là nhiều tờ rời khỏi hơn là nạp vào nhưng mà chúng ta À, tiếp tục chờ đợi chúng ta thấy được là tình hình thực ra mà nói là trong vòng 24 giờ qua cũng không gì là đặc biệt tình hình vẫn là như vậy cũng như là BTC các bạn thấy được là đối với Ethereum cũng rõ ràng là giá cả tăng đưa màu trắng này tăng lên nhưng mà cái số lượng Ether vẫn tiếp tục và tiếp tục mất đi trên những cái sàn giao dịch thì nói tóm lại ở đây đó các bạn thấy được là tình hình là chúng ta thấy là cái số lượng BTC có lời vẫn còn cao chứ không phải là thấp tuy là đã rời khỏi vùng màu đỏ này có nghĩa là đã ít Bitcoin có lời hơn so với ngày 2 tây tháng 11 lúc đó chúng ta có tới 98% của BTC có lời lần nhưng mà chúng ta vẫn thấy con số này vẫn còn cao thì tình hình đó là cái số lượng Bitcoin hay Ethereum đó thì nói chung là vẫn tiếp tục rời khỏi sàn nhưng mà cái số lượng là không đáng kể có nạp vào hay rút ra thực sự trong thời gian mấy ngày hôm nay cũng không có đáng kể lắm tình hình chúng ta thấy là cái funding rate cũng đã ổn định lại nhưng mà cái số lượng lệnh futures vẫn còn cao thì nếu như chúng ta nói tới đây đó nếu như mà các bạn tin tưởng như là thằng đã chia sẻ là có được điều chỉnh mạnh hay không đó là tùy theo là chúng ta nghĩ là từ đến cuối năm là sẽ có cái đợt tăng trưởng mạnh và kết thúc cái mùa tăng trưởng này luôn hay là sẽ kéo dài qua tới năm 2022 nếu như mà kéo dài thì chúng ta có thể là có một cái đợt điều chỉnh bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu như các bạn nghĩ là chúng ta à, sẽ kết thúc mùa tăng trưởng này vào cuối năm nay đây thì vẫn có thể có một cái đợt điều chỉnh nhưng mà sẽ rất là lẹ tại vì các bạn thấy được bây giờ chúng ta hầu như đã muốn kết thúc cái tuần đầu tiên của tháng 11 rồi. Có nghĩa là trên thực tế chúng ta chỉ còn khoảng chừng là 7 tuần mấy mà thôi. Đã hết năm nay rồi. Và chúng ta thấy tình hình đó là cái số lượng BTC rút ra khỏi sàn đó đây là cái dữ liệu được chia sẻ cũng là trên Classno Nhưng mà đây là cái bài chia sẻ trên Twitter bởi Dylan Leclerc Thì các bạn được Dylan chia sẻ đó là cái số lượng Bitcoin gọi là illiquid có nghĩa là cái số lượng này là đã bị lóc lại trong những cái ví chữ lành đó, lưu trữ lâu dài Đường màu vàng này đó đại diện cho con số đó đã như thế nào Các bạn thấy được là năm này qua năm nọ Đây là cái biểu đồ từ năm 2016 cho đến năm nay thì tình hình đó là cứ tiếp tục và tiếp tục tăng trưởng ngày lại càng có nhiều hodler tin tưởng dài hạn hơn. Bây giờ đã có chẩn đoán là khoảng chừng là 14,5 triệu BTC đã lưu trữ dài hạn rồi. Thì có nghĩa là cái số lượng Bitcoin rời khỏi cái sàn giao dịch khả năng rất cao là đi vào những cái địa chỉ ví lưu trữ lâu dài. Các bạn nghĩ sao? Thì các bạn hãy comment ở bên dưới.